Chúng ta sẽ sang 7.4 các tính chất tập hợp của dung dịch. Chúng ta sẽ tìm hiểu nào là sự giảm áp suất hơi bão hòa, sự tăng nhiệt độ sôi, sự giảm nhiệt độ đông đặc, áp suất thẩm thấu và dùng các tính chất tập hợp đó để xác định khối lượng mol và tìm hiểu các tính chất tập hợp của dung dịch chất điện lý mạnh. Nha. Thì trước hết cái nội dung của phần này sẽ giúp cho chúng ta giải thích rất nhiều câu hỏi này. Ví dụ tại sao cho muối khi làm kem? Tại sao lên núi cao luộc trứng được không? Tại sao không chín? Tại sao nước muối sinh lý là 0,9%? Tại sao vào mùa đông muối thường được rải trên các con đường để băng tan chảy ở nhiệt độ thấp? Hoặc là gì? Chúng ta có thể làm kem mà không cần dùng tủ lạnh được không? Đó là những cái câu hỏi rất là thực tế ha. Và khi chúng ta học cái kiến thức này thì chúng ta sẽ giải thích được một cách thấu đáo hơn ha, kỹ càng hơn. Và phân biệt cho cô hai cái loại dung dịch. Thứ nhất là dung dịch chứa chất tan không điền ly, chính là dung dịch phân tử mà chúng ta có nói từ lúc đầu á. Dung dịch chứa chất tan không điền ly, ví dụ dung dịch đường C6H12O6 hòa tan trong nước á, đường glucose á, thì có phải là đó là gì? Hoặc là dung dịch rượu C2H5OH hòa tan trong nước, thì những cái dung dịch đấy gọi là dung dịch phân tử, tức là chứa chất tan không điền ly. Rồi dung dịch loại dung dịch thứ hai là dung dịch chứa chất tan điền ly, ví dụ NaCl hòa tan vào trong gì nước thì sẽ phân ly thành Na cộng và Cl trừ. Như vậy là phân biệt ngay từ đầu cho cô hai loại dung dịch này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung đó là tính chất của dung dịch, tính chất tập hợp của dung dịch chứa chất tan không điền ly, tức là cái dung dịch gì phân tử nha. Còn cái nội dung cuối cùng của cái chương này thì lúc đó chúng ta mới kết nối nó qua cái tính chất tập hợp của chất tan điền ly là cái khúc sau. Còn bây giờ chúng ta đang tập trung chúng ta học tính chất những tính chất tập hợp của chất tan không điền ly, không bay hơi, hay chính là dung dịch phân tử nha. Thì trước hết chúng ta sẽ đi vào là gì, tìm hiểu áp suất hơi bão hòa, nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc và áp suất thẩm thấu. Một, áp suất hơi bão hòa. Thì bây giờ áp suất hơi bão hòa là gì? Nha. Bây giờ các bạn hình dung cho cô này, chất lỏng có bay hơi không? Trong điều kiện thường này chất lỏng có bay hơi không? Có. Có đúng không? Bây giờ các bạn có một cốc nước đi, các bạn đầy cái nắp lại. Cốc nước mà mình đầy nắp lại thì có nghĩa các em đã tạo ra được một cái hệ kín. Thì đấy là không trao đổi chất nhưng trao đổi năng lượng được với môi trường bên ngoài. Đấy chưa? Cốc nước đầy nắp lại thì các bạn sẽ quan sát thấy chuyện gì xảy ra. Khi mà đến hôm sau các bạn nhìn vào cái cốc nước á, các bạn thấy trên thành bình cốc nước có giọt nước nào không? Thấy không? Dạ thấy, dạ có nước. Nhìn trên thành bình á, cái chỗ mà không có nước á, trên thành bình á, chỗ không khí á, các bạn có thấy nước không? Các giọt nước đồng màu đỏ không? Dạ có. Có đúng không? Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là gì? Nếu để có những cái giọt nước nó đồng trên thành bình ở cái phần bên trên như vậy á, chắc chắn nó phải có cái sự ngưng tụ rồi. Đó. Cho nên ở đây nó có một vấn đề như này. Tức là chất lỏng, bản thân chất lỏng nó là đã bay hơi. Và khi nó bay hơi thì các cái chất hơi á, nó tạo ra một cái áp suất trên bề mặt chất lỏng thì người ta gọi là áp suất hơi. Nếu sự bay hơi đó đạt được cân bằng, tức là trong một cái hệ kín á, thì cái quá trình bay hơi và ngưng tụ nó sẽ đạt được cân bằng. Bay hơi và ngưng tụ đạt được cân bằng thì cái hơi đó sẽ là hơi bão hòa. Và cái áp suất hơi trong trường hợp đấy sẽ gọi là áp suất hơi bão hòa. Được chưa? Cho nên hơi cân bằng đồng với chất lỏng trong thì đấy gọi là hơi bão hòa đó, tức là trong cái hệ kín mà cái quá trình bay hơi và ngưng tụ nó đạt được cân bằng thì cái hơi đấy chúng ta gọi là hơi bão hòa, và nó tạo ra trên bề mặt chất lỏng một cái áp suất thì chúng ta gọi là áp suất hơi bão hòa. Áp suất hơi bão hòa, được chưa? Như vậy nếu chúng ta ký hiệu P, P là áp suất hơi bão hòa. Trong trường hợp dung môi thì các bạn sẽ ký hiệu là P0 hay là P0 ha, chúng ta ký hiệu chữ P0 là áp suất của hơi bão hòa của dung môi. P0 được chưa? Là áp suất hơi bão hòa của dung môi. Còn mà gì?
P ở đây này, P không rồi này nha. Còn nếu như mà dung dịch á thì các bạn sẽ có gì? P là áp suất hơi bão hòa của gì? Dung dịch nha. Như vậy phân biệt cho cô này tới cái khái niệm áp suất hơi bão hòa. À, thì nếu mà dung môi nguyên chất thì áp suất hơi bão hòa đó chúng ta ký hiệu là P0. Nếu dung môi đó cho thêm chất tan vào, mà chất tan này là chất tan không điển ly, không bay hơi, ví dụ như đường, ví dụ như rượu, thì khi thêm các cái chất tan vào đó thì dung môi vẫn bay hơi và nó sẽ tạo ra một cái áp suất, lúc đó chúng ta ký hiệu là P ha, chúng ta ký hiệu là P, chúng ta gọi nó là áp suất hơi bão hòa của dung dịch, nhưng thực chất nó là áp suất hơi của bão hòa của dung môi trong điều kiện dung môi đó hòa tan thêm chất tan, tại vì chất tan của các em đâu có bay hơi đấy chưa, cho nên mình hiểu rõ thì mình hiểu rõ như vậy. Còn cái về cái tên cái ký hiệu á thì của dung môi nguyên chất chúng ta ký hiệu là P0, của dung dịch chúng ta ký hiệu là P. Vậy theo các bạn P và P0 có mối liên hệ là áp suất hơi bão hòa của dung dịch nhỏ hơn áp suất hơi bão hòa của dung môi đúng hay không? P nhỏ P0 đúng không? Tại vì sao? Dung môi nồng độ nó lớn hơn thì trong điều kiện nhiệt độ áp suất đó thì nó áp suất bên ngoài ấy, nhiệt độ đó thì nó sẽ bay hơi được một cái lượng lượng là tạo ra áp suất P0. Còn bây giờ chất tan thì có phải là nồng độ nó đã giảm đi không? Nồng độ của dung môi đã giảm đi thì cái lượng bay hơi nó giảm đi thì cái áp suất hơi của nó sẽ nhỏ đi. Như vậy các bạn sẽ có P nhỏ hơn P0. Và áp suất hơi bão hòa này nó đặc trưng cho khả năng bay hơi của gì? Chất lỏng. Nếu mà chất lỏng đó bay hơi tốt thì chúng ta nói rằng là nó có áp suất hơi bão hòa cao. Còn nếu mà chất lỏng đó bay hơi kém thì có áp suất hơi bão hòa gì? Thấp. Vậy so với dung môi nguyên chất thì dung dịch sẽ có áp suất hơi bão hòa nhỏ hơn dung môi nguyên chất. Vậy độ giảm áp suất hơi bão hòa đó nó sẽ thể hiện qua cái dựa thay đổi theo cái định luật Raoult 1. Chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, định luật Raoult 1. À, định luật Raoult 1 cho biết mối liên hệ của áp suất hơi bão hòa của dung dịch và áp suất hơi bão hòa của dung môi, hoặc là cho chúng ta biết được độ giảm áp suất hơi bão hòa như thế nào. Thì ở đây có nhiều cách phát biểu của hay là nhiều công thức của định luật Raoult 1. Ví dụ công thức đầu tiên các bạn sẽ có P sẽ bằng nồng độ phần mol của dung môi nhân với P0, tức là áp suất hơi bão hòa của dung môi. Thì chúng ta sẽ phát biểu như thế này: áp suất hơi bão hòa của dung dịch bằng áp suất hơi bão hòa của dung môi nhân với phần mol dung môi, nồng độ phần mol của dung môi á. Như vậy chúng ta sẽ có P sẽ bằng nồng độ phần mol của dung môi nhân với P0. Như vậy đây là công thức thứ nhất của định luật Raoult 1, chúng ta sẽ có như thế này. Mà nồng độ phần mol thì chúng ta biết nó là bằng gì? Nồng một trừ cho nồng độ phần mol của chất tán á. Được chưa? Rồi, từ cái công thức này nè, các em biến đổi ra thì nó sẽ còn một cái công thức nữa, đó là delta P. Delta P tức là bằng P0 trừ cho P. Được chưa? Delta P bằng P0 trừ cho P sẽ bằng gì? Độ tan mol của chất tan nhân với P0. Độ tan mol của chất tan nhân với P0. Như vậy có hai cách để chúng ta gì phát biểu nguyên lý thứ nhất. Xin lỗi, hai cách để chúng ta phát biểu cái gì? Cái định luật Raoult 1 ha, định luật Raoult 1. Nha. Thì cái cách thứ hai là gì? Độ giảm tuyệt đối áp suất hơi bão hòa của dung dịch loãng chứa chất tan không điển ly không bay hơi bằng với áp suất hơi bão hòa của dung môi nhân với độ tan mol của dung môi. Đấy chưa? Như vậy có hai cái công thức như này, em áp dụng công thức nào cũng được hết nha, áp dụng công thức nào cũng được hết, quan trọng là gì? Em chỉ cần nhớ một cái thôi ha, chứ không cần có nhớ quá nhiều nó sẽ bị rối loạn ha. Như vậy nhớ cho cô này, delta p á là nó sẽ bằng gì? P0 trừ cho p. Đấy chưa? Delta p là bằng p0 trừ cho p. P là áp suất hơi bão hòa của dung dịch. Các bạn có thể gì thể hiện qua gì? Định cách phát biểu thứ nhất là P sẽ bằng
nồng độ phân mol của dung môi nhân với P0, hoặc là gì? Delta P bằng nồng độ phân mol của titan nhân với P0. Nha, bây giờ giải bài tập này. Một dung dịch chứa naphthalen. Một dung dịch chứa naphthalen C10H8 tan trong hexan với nồng độ 12,35% naphthalen theo khối lượng. Hãy tính áp suất hơi của hexan ở 25 độ C trên bề mặt dung dịch. Biết rằng áp suất hơi của hexan nguyên chất tức là P0 á là 151 to. Giờ giải như nào? Khi mà các bạn đọc cái đề bài á mà nó nói tới áp suất hơi bão hòa thì hãy nhớ ngay tới định luật Raoult 1 giúp cô. Ha. Áp suất hơi bão hòa thì nhớ ngay tới định luật Raoult 1. Nha, muốn sử dụng công thức nào của Raoult 1 cũng được hết, không các em dùng công thức nào cũng được hết, không sao hết nha. Bây giờ chúng ta sử bắt đầu này. Đọc cái bài này các bạn sẽ dễ bị rối lắm đó, tại vì là nó là một cái dung chất tan trong dung môi khác nước. Được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ giải nó một cách đơn giản như thế này. À, đề bài các bạn thấy người ta cho các em là nồng độ phần trăm. Mà các bạn thấy theo định luật Raoult thì nó phải là nồng độ gì? Phần mol. Đó. Cho nên bây giờ mình phải có sự chuyển đổi từ nồng độ phần trăm sang nồng độ phần mol ha. Cho nên bây giờ các bạn đọc cái đề này lại đi để hiểu cái đề nó đã. Sau đó cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách giải cái bài này. Và từ cái giảng bài này, cách giải này thì các bạn có thể áp dụng cho được những cái giảng khác nữa cũng theo cái tư duy về cái chuyển đổi nồng độ như thế này. Như vậy trước hết chúng ta phải tìm hiểu cho cô này, dung dịch của em sẽ là gồm gì đây? À, naphthalen là chất tan đúng không? Chất tan là naph. Ở naphthalen cái N lớn của nó là bao nhiêu ta giúp cô đi? N lớn là gọi là gì, khối lượng mol á? Là bao nhiêu? 10 x 12 120 128 được chưa? Rồi dung môi của chúng ta là gì? Hexan. Đó, phải xác định rõ dung môi là hexan. Hexan là C6H14. C6H14 M lớn là mấy? 86. Đấy chứ, đầu tiên mình phải xác định được chất tan là gì, dung môi là gì. Đó. Rồi định luật ra bây giờ liên quan tới áp suất hơi bão hòa đúng không? Người ta yêu cầu em tính áp suất hơi của hexan trên bề mặt dung dịch, tức là áp suất hơi, áp suất dung dịch chứ, tức là yêu cầu em tính P này này. Đó. P này thì có phải là bằng gì? Nồng độ phần mol của gì? Dung môi nhân với gì? P0. P0 người ta cho là 151 to rồi. Bây giờ em phải tính được nồng độ phần mol của dung môi. Đó, như vậy mình xác định được cái mục tiêu của cái bài tập của mình là như thế này rồi đó. Bây giờ mình làm ha, bây giờ mình phải tính được nồng độ phần mol. Để cô hướng dẫn như thế này. Rất là đơn giản thôi. Nồng độ phần trăm của anh này là bao nhiêu? Là bằng 12.35%. Có nghĩa là sao? Khi mà mình thấy cái thông tin là gì? À, cái nồng độ phần trăm của dung dịch này là 12.35%. Có nghĩa là trong 100 gram dung dịch có 12.35 gram naphthalen đúng không? Và bao nhiêu gam hexan dung môi? Lấy 100 trừ cho 12.35 là mấy? Tám mươi bảy phẩy 65 gam hexan đúng không? Đó. Như vậy mình tư duy như vậy thôi. Ví dụ là ban đầu mình thấy là gì? Nồng độ phần trăm của nó là 12.35%. Thì có nghĩa là gì? Trong 100 gram của nó sẽ có 12,35 gram chất tan C10H8 và 87,65 gram C6H14. Nha, bây giờ tính nồng độ gì? Bây giờ tính nồng độ phần mol này. Nồng độ phần mol của dung môi phải bằng này. Số mol chất dung môi đúng không? Số mol dung môi là 87,65 chia cho N lớn của dung môi là 86. Đó, như vậy ra là số mol của dung môi. Chia cho tổng số mol của gì? Dung môi và chất tan. Số mol chất tan là 12.35. Chia cho mấy nhỉ?
chia cho 128 rồi cộng với gì? 87,65 chia cho gì? 86. Như vậy đây có đúng là nồng độ phân mol, nồng độ phân mol của dung môi không? Rồi bấm máy tính ra cho cô bằng mấy? Không phải 91 ba năm, không phải không phải 91 hả? Yeah. Rồi như vậy thay vô tính ra p bằng mấy? 0,913 nhân 151 rồi ra đáp án. Một ba bảy phẩy tám sáu ba. À, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong cái bài tập này. Cho nên cái lưu ý ở đây là gì? Đề bài có thể cho các em nồng độ gì đi chăng nữa, mà bây giờ mình cần tới nồng độ phân mol thì em sẽ chuyển đổi nó. Mà chuyển đổi nó theo cách đơn giản nhất là chúng ta hãy phân tích ra là trong cái dung dịch đó chất tan có bao nhiêu, dung môi có bao nhiêu. Ha, chúng ta không cần học thuộc một công thức nào hết, mà chúng ta hiểu rõ cái bản chất của cái dung dịch đó là gì. Sau đó chúng ta mới chuyển đổi nó từ cái dung dịch chúng ta người ta cho tới cái dung dịch của chúng ta. Cho nên các bạn thấy với cái cách tư duy như thế này có phải các em giải nhanh không? Đấy chưa? Chứ còn bây giờ mà ngồi mà chứng minh ra công thức rồi đổi từ nồng độ phần trăm sang nồng độ phần mol như thế nào rồi bắt đầu thì hay vào làm như thế rất mất thời gian. Và thứ hai là gì? Các em không có hiểu rõ được cái bản chất của cái bài của cái chuyển đổi nồng độ thì các bạn còn làm sai nữa ha. Cho nên đó là một cái ví dụ này rất là hay đấy. Rất là hay đó. Ở cái bài tập này về nhà em tìm hiểu thôi. Bây giờ chúng ta chuyển sang nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi là gì? Ha. Như vậy chúng ta thấy này. Khi nào chất lỏng sẽ sôi? Nha. Chất lỏng sẽ sôi khi nào? Nhiệt độ sôi chúng ta sẽ ký hiệu là gì? Nếu mà là chất lỏng nguyên chất, tức là dung môi đi, thì nhiệt độ sôi chúng ta ký hiệu là TB0. Ha. TB0. Còn trong sách tiếng Việt nó sẽ là T0 sôi. Chữ B này nó đổi thành chữ S này. Đấy chưa? Đổi thành chữ S. Còn ví dụ như chúng ta ký hiệu tiếng Anh thì nó sẽ là TB0. Đấy chưa? Thì nhiệt độ sôi của một chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng với áp suất của bên ngoài. Áp suất môi trường. Nha. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng với áp suất môi trường. Áp suất bên ngoài. Nhiệt độ sôi là một cái đại lượng đặc trưng cho cái cân bằng lỏng hơi liên quan tới áp suất hơi bão hòa, đúng không? Nó liên quan tới áp suất hơi bão hòa. Đó. Và khi cái áp suất hơi bão hòa của cái chất lỏng đó nó bằng với gì? Cái áp suất của môi trường thì chất lỏng nó sẽ sôi. Do vậy nhiệt độ sôi nó sẽ phụ thuộc vào cái áp suất bên ngoài. Nó phụ thuộc vào áp suất bên ngoài. Cô lấy ví dụ. Nhiệt độ sôi là sẽ phụ thuộc vào áp suất bên ngoài. Vì áp suất bên ngoài mà thấp thì theo các bạn nhiệt độ sôi tăng hay giảm? Của chất lỏng nó tăng hay giảm? Áp suất bên ngoài giảm. Giảm ạ. Giảm. Đúng chưa? Tại vì là gì? Nó chỉ cần áp suất hơi bão hòa bằng với áp suất bên ngoài là nó sôi mà. Mà nếu áp suất bên ngoài thấp thì rõ ràng cái nhiệt độ sôi của nó sẽ giảm đi. Cho nên lý do tại sao mà khi chúng ta đi du lịch á, chúng ta lên cái núi cao á, thì cái áp suất trên núi càng lên cao thì nhiệt độ càng thấp. Lên cao thì cái áp suất bên ngoài càng thấp. Cho nên cái nhiệt độ sôi của nước lúc đó nó đâu còn là 100 độ C nữa. Cho nên với cái nhiệt độ mà tầm 80 độ C thì làm sao mà chín được thực phẩm. Cho nên mới lý giải là cái câu chuyện là tại sao mà khi lên núi cao các bạn đâu có gì luộc thịt chín, đâu có luộc trứng chín được. Bởi vì cái nhiệt độ sôi của nước bây giờ nó thấp, thấp dưới 100 độ C. Nha. Như vậy nhiệt độ áp suất mà càng cao thì nhiệt độ sôi sẽ càng cao, áp suất ngoài càng cao, nhiệt độ sôi sẽ càng cao. Áp suất ngoài thấp thì nhiệt độ sôi sẽ gì? Sẽ thấp. Trong một hệ kín, theo các bạn khi chất lỏng sôi, chất lỏng nguyên chất sôi, trong một hệ kín khi chất lỏng nguyên chất sôi thì nhiệt độ sôi nó sẽ không thay đổi hay nó còn tăng lên? Đó. Bây giờ có một câu hỏi tiếp theo là gì? Bây giờ mình nấu cái nồi nước á. Đấy chứ là mình đầy nắp lại thì có phải là hệ của mình là hệ kín không? Nấu một nồi nước đầy nắp lại hệ của mình là hệ kín. Vậy khi nước sôi rồi thì nhiệt độ sôi của nước có 100 độ C, trong điều kiện một atmosphere thì nước sôi 100 độ C. Vậy khi chúng ta đầy nắp lại như vậy rồi bắt đầu hệ kín
thì nước sôi rồi thì nhiệt độ nó có thay đổi nữa không? Nhiệt độ sôi nó có thay đổi không? Thay đổi không? Không. Nó không thay đổi, các bạn để ý nó không thay đổi, nó sẽ giữ cụ nguyên trong hệ kín. Khi nước đã dung môi nguyên chất đã sôi thì nó sẽ giữ nguyên cái nhiệt độ sôi đó, dù chúng ta có gì cung cấp nhiệt cho nó xảy ra thì nó vẫn giữ nguyên cái nhiệt độ sôi đó, vì quá trình đó đã đạt được cân bằng giữa bay hơi và ngưng tụ nha. Tuy nhiên khi mà cho thêm chất tan vào trong dung môi thì cái nhiệt độ sôi lúc này chúng ta ký hiệu là TB ha, nhiệt độ sôi của dung môi dung dịch các lúc này chúng ta ký hiệu là TB. Thì theo các bạn TB và TB nhiệt độ sôi của dung môi thì của dung dịch thì cái nào lớn hơn? Dung dịch thì có áp suất hơi bão hòa nhỏ hơn gì? Dung môi. Như vậy nhiệt độ sôi của dung dịch so với nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất anh nào lớn hơn? Dùng môi nguyên chất ạ. Nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất. Cái nào lớn hơn nhỉ? Của dùng môi nguyên chất lớn hơn của Không, dung môi nguyên chất nhỏ hơn chứ, tại vì P nhỏ hơn P không. Mà bây giờ muốn đạt cùng cái P bên ngoài thì có phải là cái anh dung dịch phải cần gì sôi nhiều hơn thì nó mới mới đạt được cái bằng với cái áp suất bên ngoài không? Như vậy dung dịch mới là dung có chất nhiệt độ sôi cao hơn. Đấy chưa? Nhiệt độ sôi của dung dịch sẽ cao hơn nhiệt độ sôi của dung môi. Và đặc điểm của dung dịch nữa là khi nó đã sôi thì cái nhiệt độ sôi đó nó vẫn tăng tiếp tục nếu như chúng ta vẫn cung cấp nhiệt. Nhiệt độ sôi của dung dịch vẫn tăng tiếp tục tới không đổi. Cho nên cái nhiệt độ sôi của dung dịch người ta gọi là nhiệt độ bắt đầu sôi thôi. Ha, ví dụ các bạn có một cái dung dịch nào đó thì nhiệt độ đó bắt đầu là nhiệt độ bắt đầu sôi của dung dịch. Và nhiệt độ sôi của dung dịch nhỏ hơn nhiệt độ sôi của dung môi. À, lớn hơn nhiệt độ sôi của dung môi. Cho nên người ta có chênh lệch cái nhiệt độ sôi của dung dịch và nhiệt độ sôi của dung môi nguyên chất, người ta có một khái niệm gọi là độ tăng nhiệt độ sôi, delta T sôi. Delta T sôi. À, delta T sôi gọi là độ tăng nhiệt độ sôi. Đây, delta T sôi. Đấy chưa? Tương tự như vậy các bạn sẽ có cái delta T sôi. Độ tăng nhiệt độ sôi ha. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ tới cái khái niệm tiếp theo này. Nhiệt độ đông đặc. Chúng ta ký hiệu là nếu mà chất lỏng nguyên chất á, thì các bạn sẽ ký hiệu là TF0. Còn nếu như mà chất lỏng nếu mà dung dịch á, thì các bạn sẽ ký hiệu là gì? TF thôi. À chưa? Nếu dung dịch thì chỉ ký hiệu TF. Còn nếu mà là dung môi thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ ký hiệu là T0. Không ép. Còn đối với nhiệt độ sôi thì sẽ là T T0B là nhiệt độ sôi của dung môi, thì của dung dịch á thì nó sẽ là gì? TB là của dung dịch. Được chưa? Chúng ta phân biệt cho cô các cái ký hiệu như vậy. Thì đối với chất lỏng á, nguyên chất đối với dung dịch thì nhiệt độ sôi dung dịch nó sẽ cao hơn nhiệt độ sôi của gì? Dung môi. Còn đối với nhiệt độ đông đặc á thì nó sẽ là gì? Thấp hơn. À, ví dụ như đây ha, thì chúng ta sẽ thấy này. Nhiệt độ đông đặc là gì? Nhiệt độ đông đặc của một chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất hơi trên bề mặt pha lỏng bằng áp suất hơi trên bề mặt pha rắn. Đấy chưa? Như vậy là gì? Chất lỏng thì nó sẽ có hai quá trình đông đặc và tan chảy với chất rắn. Khi mà cái áp suất hơi trên bề mặt chất lỏng bằng áp suất hơi trên bề mặt chất rắn thì lúc đó chất lỏng nó sẽ gì? Đông đặc. Nha. Thì cái nhiệt độ đó chính là nhiệt độ đông đặc. Nếu là dung môi thì các bạn sẽ có là T0F. Mà nếu là dung dịch thì nhiệt độ đông đặc của dung môi trong dung dịch á thì nó sẽ là TF. Đó. Và nhớ luôn cho cô, nước nguyên chất đông đặc ở 0 độ C. Nước nguyên chất đông đặc ở 0 độ C. Còn nước nguyên chất sẽ sôi ở 100 độ C trong điều kiện áp suất là 1 atmosphere, còn đông đặc là sẽ là 0 độ C ha. Những cái này phải nhớ chứ không có ai cho đâu.
tại vì trong quá trình làm thì những cái này là bắt buộc các em phải phải nắm được ha. Thì nước đông đặc ở điều kiện môi trường bên ngoài này này, một atmosphere thì lúc đó là cái nhiệt độ đông đặc của nó là 0 độ C, và cái áp suất mà người ta tính ra, cái áp suất trên bề mặt pha rắn pha lỏng thì nó là 4,6 mm thủy ngân, thì đó là cái nhiệt độ đông đặc ha. Thì nếu như dung dịch á, thì nhiệt độ đông đặc nó sẽ tăng lên. Đây các bạn nhìn thấy cái đường màu đỏ á, đường màu đỏ nha. Đường màu xanh này này là dung môi. Được chưa? Đường màu xanh là dung môi, đường màu đỏ là dung dịch. Đường màu đỏ là dung dịch ha. Thì chúng ta thấy này, cái nhiệt độ sôi, ví dụ giả sử cùng một cái áp suất bên ngoài á, là một atmosphere, cùng áp suất bên ngoài là một atmosphere. Sôi tức là liên quan từ lỏng thành hơi ha, lỏng thành hơi. Như vậy ở cái khúc này lỏng thành hơi là đây. Thì như vậy các bạn thấy dung dịch này có nhiệt độ sôi cao hơn dung môi này. Đó, cái đường màu đỏ đây này, còn đây đường màu gì? Màu xanh ở đấy này. Như vậy nhiệt độ đông dung dịch thì có nhiệt độ sôi cao hơn dung môi. Còn cái quá trình đông đặc tức là rắn lỏng là cái khúc này, rắn lỏng là khúc này, thì lại gì? Dung dịch lại có nhiệt độ đông đặc thấp hơn của dung môi. Nha. Như vậy chúng ta thấy này, nếu so dung dịch với dung môi thì nhiệt độ sôi của dung môi cao hơn nhiệt độ sôi của nhiệt độ sôi của dung dịch cao hơn nhiệt độ sôi của dung môi. Nhiệt độ đông đặc của dung dịch lại thấp hơn nhiệt độ đông đặc của dung môi. Do vậy chúng ta sẽ có là gì? Độ tăng nhiệt độ sôi delta T sôi sẽ bằng T sôi của dung dịch trừ cho T sôi của dung môi. Độ hạ nhiệt độ đông đặc tức là delta TF nó sẽ bằng gì? TF0 của dung môi trừ cho TF của dung dịch. Và sự tăng hay giảm nhiệt độ đông đặc và độ nhiệt độ sôi nó sẽ tuân thủ theo định luật Raoult-Hay. Và chúng ta có công phát biểu định luật Raoult-Hay như sau: độ tăng nhiệt độ sôi và độ giảm nhiệt độ đông đặc của dung dịch loãng chứa chất tan không điển ly không bay hơi tỷ lệ thuần với nồng độ mol lan, tỷ lệ thuần với nồng độ mol lan. Như vậy chúng ta có delta TF sẽ bằng M nhân KF, delta TB sẽ bằng M nhân KB, trong đó M là nồng độ mol lan, KF, KB, KF, KB gọi là hằng số nghiệm đông và hằng số nghiệm sôi của dung môi. Nó phụ thuộc vào bản chất của dung môi. Mỗi dung môi nó sẽ có một cái giá trị KF và KB khác nhau. Nhìn vào cái công thức này thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái delta T này này thì nó đơn vị nó sẽ là độ C. Độ C. Delta T là độ C. M là mol trên kg. Như vậy KF hoặc là KB nó sẽ có đơn vị là gì? Độ C trên nhân kg trên mol, hoặc là độ C trên gì? Mol lan. Độ C trên mol lan. Bây giờ tính cho cô những bài tập như thế này. Lưu ý ở đây cho cô nữa, không các bạn lại bị nhầm này. Nhớ nhá, delta giờ tìm cái chữ delta đâu không thấy luôn á. Thôi tìm ra. Như vậy cái từ delta TF này này, các bạn nhớ ha, delta TF này chính là T độ hạ nhiệt độ đông đặc. Như vậy nó phải là TF0 trừ cho TF. Còn delta T sôi tức là độ tăng nhiệt độ sôi, như vậy nó sẽ là T sôi TB trừ cho T0B. Được chưa? Nắm rõ cho cô cái công thức của cái độ tăng nhiệt độ sôi và độ hạ nhiệt độ đông đặc. Bây giờ tính cho cô cái bài này. Tính nhiệt độ đông đặc của ethylene, dung dịch ethylene glycol 1,7 m. Như vậy dung dịch ethylene glycol là 1,7 m. Như vậy chúng ta sẽ có này, nhiệt độ đông đặc của nó tính như thế nào. Nhiệt độ đông đặc, nói tới nhiệt độ đông đặc thì các bạn phải nhớ ngay tới gì? Định luật Raoult-Hay. Delta TF sẽ bằng M nhân với KF.
N là 1,7, các em thấy vô ha. Nước, dung môi là nước, cho nên hằng số nghiệm đông của nó là 1,86. Độ C trên mol lan. Như vậy các em thay ra là bằng 3,2 độ C. 30,2 độ C này là gì? Độ hạ nhiệt độ đông đặc. Như vậy nó bằng 0 là nhiệt độ đông đặc của nước trừ cho 3,2 độ C bằng trừ 3,2. Như vậy các bạn tính ra được cái nhiệt độ đông đặc của ethylene glycol là trừ 3,2 độ C. Nhá, trừ 3,2 độ C. Đây là một cái ví dụ lý giải tại sao là gì? Ethylene glycol người ta được gọi là cái chất chống đông cho các cái động cơ. Ha, các cái động cơ khi mà cái nhớt á, các cái động cơ á, thì người ta sẽ đưa thêm cái ethylene glycol vào. Vai trò của nó là cái chất chống đông. Tại vì khi chúng ta đưa ethylene glycol vào thì có phải là cái nhiệt độ đông đặc của dung dịch lúc này nó thấp đi không? Thay chẳng hạn như trường hợp này, thay vì không đủ C, nếu là dung môi nước đi thì không đủ C thì nó đã gì? Nó đã đông đặc rồi. Nhưng mà khi đưa ethylene glycol thì nó hạ xuống tới âm 3,2, tăng nồng độ này lên thì nó còn hạ nữa. Đấy chưa? Thì những cái chính cái điều này để người ta sử lợi dụng nó, để người ta sử dụng làm cái chất chống đông, đặc biệt đặc điểm mà trong những cái nơi mà gì, vùng nhiệt độ lạnh nhá, những cái xe hơi mà nó hoạt động trong những điều kiện nhiệt độ lạnh, nhiệt độ ấm á, thì bắt buộc cái những cái dầu nhớt á, nó phải có những cái chất chống đông để áp suất thẩm thấu, cũng là một cái tính chất tập hợp của cái gì, chỉ dung dịch chỉ chất tan như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thiết bị, một cái thí nghiệm như thế này. Có một cái bình tâm, một cái người ta gọi trong hóa học người ta gọi là bát chê, hay là còn gọi là gì, cái cốc có mỏ ha. Như vậy chúng ta có một cái cốc có mỏ lớn như thế này, bên trong thì chúng ta sẽ đựng một cái bình cầu đó, bên trong đựng bình cầu, và cái đáy của bình cầu này này nó có một cái lớp, tức là được thiết kế nó thay nó sẽ có một cái lớp thủy tinh, lớp màng, người ta gọi là màng bán thấm. Màng bán thấm này này, nó đặc điểm của nó là nó chỉ cho dung môi đi qua mà không cho chất tan đi qua. Ví dụ như các em có một cái dung dịch đi, NaCl đi, hoặc là dung dịch đường đi, thì nó chỉ cho nước đi qua. Chứ còn các cái chất tan như đường hay là Na cộng CL trừ gì đó thì nó sẽ không đi qua cái màng bán thấm này. Đấy chưa? Thì cái màng bán thấm này thì trong cuộc sống các bạn sẽ thấy gặp những cái này. Ví dụ như cái tế bào của chúng ta nhé. Cái màng tế bào chúng ta là một màng bán thấm nha, thì nó có cái đặc điểm chỉ cho dung môi đi qua chứ không cho chất tan đi qua. Chất tan hoặc ion là nó sẽ không cho đi qua cái màng bán thấm này đâu. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ bố trí thí nghiệm là có một cái cốc bên ngoài, bên trong có một cái bình cầu, có một cái màng bán thấm, và bên trong cái bình cầu á thì chứa dung dịch. Còn ở bên ngoài cái cốc này này, cái các bạn màu xanh nhạt này này, thì nó là dung môi nguyên chất. Rồi, như vậy bây giờ mình phải dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra khi mà gì, chúng ta bố trí thí nghiệm như thế này. Như vậy cái màng này thì nó sẽ cho dung môi đi qua. Về theo các bạn, dung môi nó sẽ đi từ trong cái bình cầu ra, hay là đi từ cái gì, cái cốc này đi vô. Rồi, như vậy suy nghĩ xem nào, chiều đi của dung môi qua màng bán thấm sẽ đi theo chiều nào? Từ trong bình cầu ra. Như vậy các bạn nhớ này, nguyên tắc của khuếch tán là đi từ nơi có nồng độ cao xa ra nơi có nồng độ gì, độ thấp. Dung môi nó sẽ chuyển từ nồng độ cao ra nồng độ thấp. Vậy theo các bạn nó phải đi theo chiều nào mới đúng? Chiều từ ngoài vào chứ. Bên ngoài là dung môi nguyên chất, mà nồng độ của dung môi bên ngoài lớn hơn mà. Bên trong là chất ta dung dịch. Ha? Như vậy dung môi nó sẽ đi từ ngoài vào trong. Bởi vì là theo nguyên tắc là gì? Từ nồng độ cao vào nồng độ thấp. Như vậy các bạn sẽ thấy cái chiều đi từ ngoài vào trong như này. Đấy chưa? Thì khi nó đi từ ngoài vào trong thì các bạn nhận thấy chuyện gì xảy ra? Nó sẽ tạo đẩy cho cái cột nước này dâng lên đúng không? Đó. Nước bên ngoài hạ xuống, nước bên trong thì lại dâng lên. Vậy cái sự dâng lên như thế này nó sẽ tạo thành một cái cột nước ha, tạo thành cái cột nước, và cái cột nước này lại tạo ra một cái áp suất thủy tĩnh, lúc này nó lại đẩy cho dung môi đi ngược trở lại, đi qua đây. Như vậy nó sẽ xảy ra trường hợp này.
À, nó sẽ tạo ra một cái áp suất thủy tinh và lúc này làm cho dung môi từ trong trong cái bình cầu lại đi ra gì? Ra ngoài. Vậy nó đến bao giờ thì dừng? Ha, đến bao giờ thì cái việc dung môi từ trong ra ngoài rồi lại từ ngoài vào trong sẽ gì? Sẽ dừng, tức là nước ở đây nó sẽ không gì? Không lên nữa. Ha, không cao lên nữa. Thì theo các bạn tới khi nào? Khi cân bằng. Khi cân bằng có nghĩa là gì? Cái trên cái bề mặt màng bán thẩm này này, ha, màng bán thẩm này này, thì cái vận tốc nước đi vào và đi ra nó phải cân bằng trên cái màng bán thẩm này. Đã. Thì như vậy chúng ta thấy là gì? Hiện tượng thẩm thấu nó sẽ ngừng khi mà cái gì? Cái sự tồn tại cái cân bằng nước vào đi vào và nước đi ra, hay là cái áp suất trên màng bán thẩm hai bên của cái màng này nó phải cân bằng nhau. Đúng chưa? Áp suất hai bên cái màng này nó phải cân bằng nhau thì lúc đó nước nó sẽ không dâng lên được. Vậy nếu ngay từ ban đầu, ở đây các bạn thấy có cái áp suất thủy tĩnh ha. Nếu ngay từ ban đầu chúng ta áp vào cái bề mặt của màng thẩm, màng bán thẩm này này, áp vào cái dung dịch này này, một cái áp suất mà bằng với cái áp suất của thủy tĩnh này, thì rõ ràng chúng ta đã ngăn cản được cái hiện tượng gì? Thẩm thấu xảy ra. Vậy áp suất thẩm thấu nó được định nghĩa là áp suất cần áp vào cái dung dịch để cho cái hiện tượng thẩm thấu không xảy ra. Và về mặt công thức thì Van Hoop đưa ra cái công thức là Pi bằng CNM nhé, nồng độ mol lít, các bạn có thể kiểu là M lớn hoặc là CNM. Pi bằng MRT, đây là công thức của áp suất thẩm thấu. Thì chúng ta sẽ phân tích này, trong cái công thức này các bạn sẽ thấy Pi là áp suất thẩm thấu, đơn vị nó là atmosphere. R là 0,082 lít nhân atmosphere trên mol nhân Kelvin. T này là Kelvin, à T nhiệt độ Kelvin ha. M này là nồng độ mol trên lít. Như vậy đây chỉ là công thức của áp suất thẩm thấu. À, như vậy chúng ta lưu ý ha. Như vậy áp suất thẩm thấu bây giờ giả chúng ta hiểu một cách đơn giản là cái áp suất cần phải đặt lên trên dung dịch á để cho cái hiện tượng thẩm thấu nó không xảy ra. À, bây giờ tính cho cô nào, người ta ứng dụng cái hiện tượng thẩm thấu này này trong để người ta xác định cái khối lượng phân tử của các cái hợp chất mà người ta chưa biết. Tại vì các bạn biết này, ví dụ như chúng ta có những cái đặc biệt là những cái đài phân tử, ví dụ protein đi, vậy protein đó có cái khối lượng phân tử là bao nhiêu, hoặc là enzyme, hoặc là các tinh bột đi, nó có khối lượng phân tử là bao nhiêu, tức nó đâu có phải giống nhau đâu. Ví dụ như tinh bột mà em chiết xuất từ cái loài ngũ cốc này, tinh bột mà em chiết xuất từ các cái nguyên liệu khác thì cái khối lượng của nó sẽ khác nhau. Hoặc protein cũng vậy, tùy vào loài protein thực phẩm, protein cá, thịt nó sẽ khác protein đầu nành, mà thể hiện rõ hơn là cái khối lượng phân tử nó sẽ gì khác nhau. Vậy một cái phương pháp rất đơn giản, rẻ tiền để người ta xác định cái gì áp suất thẩm, mà xác định khối lượng phân tử của các đài phân tử đó là người ta sử dụng cái việc xác định cái áp suất thẩm thấu này ha. Và trong bài đây là một cái ví dụ này, cô sẽ dịch cho các bạn xem ha. Áp suất thẩm thấu của dung dịch chứa 5,82 mg một protein chưa biết trong 10 ml dung dịch là 2,45 to ở 25 độ C, tìm khối lượng mol của protein này. Như vậy chúng ta có tới áp suất thẩm thấu thì định hướng ngay cho các bạn phải sử dụng cái công thức áp suất thẩm thấu của Van Hoop, tức là Pi bằng MRT. Thì bây giờ các bạn áp dụng cho cô xem nào. À, chúng ta sẽ giải bài này như thế nào? Dạ cô ơi, cô gì cho bạn Hải nghe cô. Nó cứ bị gì vậy? Nha, giờ mình giải cái bài này xem như nào này. À, bây giờ nha, các bạn lưu ý cho cô, một thò nó tương ứng như 1 mm thủy ngân á, và là bằng gì? Nếu các em đổi ra atmosphere thì nó sẽ bằng 1/760 atmosphere,
Đấy chưa? Tại vì đơn vị chúng ta dùng áp suất thẩm thấu thì cái áp suất các bạn sử dụng đó là gì? Atmosphere. Bây giờ tiếp tục. Chúng ta áp dụng cái định luật thẩm thấu này. Bắn hốp này. Pi Pi bằng CNM ha, nhân với R nhân với T. Như vậy người ta đang yêu cầu các em tính này. Đó, người ta đang yêu cầu em tính khối lượng phân tử của gì? Cô sử dụng CNM đi cho các em khỏi bị nhầm. Được chưa? Dạ cô. Có mấy bạn bị mạng lát, cô thêm mấy bạn vô giùm em. Cảm ơn. Nè, như vậy chúng ta phải cứ có cái bài tập nào nó nói từ áp suất thẩm thấu thì các bạn phải xuất phát từ cái định luật Van Hoff các bạn làm, được chưa? Còn ví dụ nói từ áp suất hơi thì các bạn sẽ có Raoult 1, nhiệt độ sôi, nhiệt độ đóng đặc thì các em sẽ sử dụng Raoult 2. Như vậy đây chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Pi bằng CNmRT, tức là công thức của định luật Van Hoff. Thì trong công thức này các bạn biết pi này nó phải là atmosphere, chúng ta đã đổi rồi ha. R 0,082 chúng ta có sẵn rồi. T là 25 độ C, tức là 298 Kelvin. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới phân tích cái CNM này. CNM thì bằng gì? Bằng N chủ mol chia cho N nhỏ. Được chưa? Xong đó đây là chủ xin lỗi, N nhỏ chứ. Là chia cho N gì? N lớn. N lớn là cái mình đang đi tìm đây. À, N lớn là cái mình đang đi tìm. À, như vậy có phải các bạn bây giờ chỉ việc thay vào là các bạn sẽ suy ra được gì? Rồi, như vậy chúng ta sẽ suy ra M lớn là bằng RT chia cho M nhỏ nhân với N pi đúng nhỉ? À, như vậy em thay vô thôi. Này bằng nha. R là 0,082 nhân T là 298 chia cho N nhỏ là 5,87. À, còn thiếu cái gì nữa các bạn nhớ không? Thiếu V. V. Đó, thiếu V. Như vậy là N lớn. Như vậy chia vẫn là chia cho gì? V đấy ha. Ai có suy ra công thức này đúng chưa? Như vậy V của các bạn là 10,0. Mà 10,0 này thì nó là ml thì các em nhớ chuyển thành thành lít vì nó là mình đơn vị mình là mol trên lít. Rồi nhân với pi là 2,45 chia cho 7,60. Như vậy đây chính là ra được cái công thức ha. Như vậy bấm máy tính ra cho cô xem đúng đáp án không. Nào, như vậy ra được bao nhiêu? Cô ơi, hả? Cái đó là m nhỏ nhân rt, n m nhỏ là cái dòng thứ ba á cô. Dòng thứ ba em m nhỏ chuyển qua là m nhỏ nhân rt chia cho pi nhân v chứ cô. N m nhỏ nhân RT chia cho gì? Pi nhân V. N m nhỏ. Như vậy mình đang cần tìm N m nhỏ. Rồi ok. Đúng rồi, N m nhỏ nhân RT chia cho Pi nhân V.
Đó, như vậy là cô sẽ đổi m nhỏ lên đây 5,87, nhưng mà các bạn nhớ này, 5,87 này là miligam, mà mol của mình phải là gì, gam trên m lớn, như vậy em phải nhân 10 mũ gì trừ 3 đây đó, nó có nhiều chỗ để các bạn phải lưu ý lắm. Rồi như vậy mình sẽ 5,87 xóa đây, delete đây đi. Rồi giờ thì đúng rồi đó. Đó mình phải chỉnh tí một đó. Như vậy mình thay vô nha. 5,87 nhân 10 mũ trừ 3. Tại vì là đề bài cho miligam cho nên bắt buộc em phải nhân 10 mũ trừ 3 vô để đổi thành là gì? Thành gam. 0,082 đúng rồi. T298 có rồi. Rồi chia cho V. V là 10,0 ml mà mol trên lít thì đổi phải đổi ra là gì? Là lít. Đó, như vậy các em sẽ đổi ra lít đây. Rồi nhân 2, áp suất là 2,45 to thì mình sẽ đổi là thành 2,45 chia cho 760 mm thủy ngân. Như vậy mình ra được đây chính là gì? Cái mm thủy ngân. Đó, như vậy là sau khi các bạn thay các cái số này vào rồi, rồi bấm máy tính ra cho cô xem kết quả bằng bao nhiêu. Như vậy bao nhiêu nha? 4452,8. 4452,8. Rồi 4452,53 đi. Được chưa? Đơn vị này gam trên mol. Tức là một mol của nó nặng 4453 gam trên mol. Như vậy đó là một cái bài tập này là cho biết được cái ứng dụng thực tế của cái việc xác định cái áp suất thẩm thấu để người ta gì? À, xác định cái khối lượng phân tử của protein. À, xem nào chuẩn chưa nào. 44 4453. Này vẫn cô thấy hơi nhỏ nhỏ. Mình giải thì đúng rồi đó. Năm bấm máy tính lại một lần nữa cho cô xem nào. 5,87 là nhân 11 trừ 3 là mình đổi thành gam, nhân 0,082 298 chia cho 10 nhân 11 trừ 3. Như vậy 760 em nhớ đẩy đưa lên trên này nè, 760 là nhớ đưa lên trên 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 tử số đấy. À đây này, mình có đáp án đây này. Mình chưa đáp án bên dưới này. À đúng như những gì mình tính ha. 4,45 nhân 10 mũ 3 gam trên mol. Còn mình tính là được bao nhiêu? À, mình tính 4,45 nhân 10 mũ trừ 3 ha, thì cũng đúng thôi, 4,45 nhân 10 mũ 3. Người ta phải làm tròn thì khối lượng đâu có phẩy phẩy 8 được, nên phải làm tròn ra như này ha. Như vậy chúng ta giải đúng cái bài này rồi nhá. Làm các cái bài tập của phần này thì bây giờ các bạn làm cho cô cái bài tập này, đó là ứng dụng của cái tính chất tập hợp để xác định cái khối lượng mol tương tự như cái bài lúc nãy. Bây giờ các bạn có 1 phút để giải xem ra đúng kết quả 92 gam trên mol hay không. Tất cả cùng làm ha, làm tương tự như cái bài lúc nãy. Thì bây giờ là chúng ta sẽ có gì? Trừ cho TF của dung dịch. Đó, cứ xuất phát thế này là giải ra thôi. Và bây giờ giải. Đọc cho cô công thức phát triển nào. TF không của dung môi bằng mấy? Nước đông đặc bao nhiêu các em? Không độ C. Rồi không, thay không vô, trừ cho TF. Ở đây người ta cho luôn đây này. Là bằng gì? Trừ 0,279. Như vậy đề bài nó đã cho các em rồi. Như vậy chúng ta ra được 0,279. Đấy chưa? Như vậy đây là đồ C. Rồi bây giờ tính thôi. À, chúng ta cũng biết là delta TF theo định luật Raoult-2 là bằng gì? Nồng độ mol lan nha, nhân với gì? KF. Đó. Bây giờ thay vô tính nồng độ mol lan. Nồng độ mol lan biểu thị bằng số mol chất tan trên 1 kg dung môi. Như vậy nó sẽ là số mol chất tan. Chất tan của các em là 276 gram
chia cho n m lớn là khối lượng mol của nó thì mình mới ra được số mol của gì? Chất tan đúng không? Rồi chia cho 1 kg dung môi mà đây có 200 gì gam thì các em nhớ nhân 10 mũ chấm trừ 3 vô đây để đổi thành kg. Đó. Rồi chúng ta nhân KF ở trên này này. Nhân KF đây. KF là 1,86. Rồi bây giờ bấm máy tính ra cho cô N lớn này bằng mấy? Vậy suy ra N lớn bằng bao nhiêu? Đó, tính ra cô theo là round 1 ha, round 2 ha. Nhắc tới cái đại lượng nào thì mình sẽ biết ngay là mình áp dụng cái định luật nào cho nó phù hợp. Dài đó, N có phải bằng 9200 gram trên mol không? Dạ có ạ. Đúng không? 200. Đấy, cho nên là các bạn về nếu mà gặp các cái bài tập mà liên quan tới việc xác định khối lượng mol phân tử thì các bạn cứ chỉ cần xác định xem là cái tính chất đó nó thuộc cái ví dụ áp suất hơi bão hòa thì các em dùng raun 1, nhiệt độ sôi nhiệt độ đặc thì em dùng áp raun 2. Còn mà nói tới cái áp suất thẩm thấu thì nó sẽ liên quan tới định luật Raoul gì? Định luật Van Hoff. Thế thôi. Còn bây giờ muốn tính N M gì đó thì các em biến đổi nồng độ mol lan, biến đổi cái gì? Nồng độ mol lít hoặc là gì? Theo cái liên quan tới N M lớn là được. Là em sẽ giải ra N M lớn ha. Như vậy đó chính là cái ứng dụng. Dùng cái tính chất tập hợp để xác định khối lượng mol. Thì cô nói rồi đây là một cái ứng dụng của gì? Của cái tính chất tập hợp này. Còn bây giờ chúng ta sẽ có một phần nhỏ xíu liên quan tới tính chất tập hợp của dung dịch chứa chất điền tan điền ly không bay hơi. Như vậy là chúng ta học cái nội dung vừa rồi á, là tính chất tập hợp của dung dịch chứa chất tan không điền ly không bay hơi. Cô lấy ví dụ điển hình đó là dung dịch đường C6H12O6 đường glucose hoặc là dung dịch rượu C2H5OH. Đó là những cái dung dịch chứa chất tan không điền ly, không bay hơi. Còn ví dụ như các bạn có những dung dịch chứa chất tan điền ly, ví dụ như dung dịch muối NaCl đi, thì có phải trong dung dịch NaCl nó sẽ phân ly thành gì? Na cộng và Cl trừ. Vậy cái nội dung này chúng ta sẽ học thêm, đó là chúng ta tìm hiểu xem là gì, những cái tính chất như áp suất hơi bão hòa, nhiệt độ sôi, nhiệt độ đông đặc và áp suất thẩm thấu nó có gì? Tuân thủ theo các cái định luật Raoul 1, Raoul 2 và định luật Van Hoff hay không? Yeah. Thì bây giờ chúng ta xem đây. Đối với các cái dung dịch chứa chất tan điền ly vậy á, thì chúng ta vẫn áp dụng theo định luật Raoul 1, Raoul 2 và định luật Van Hoff. Tuy nhiên, trong công thức các bạn phải nhân thêm một cái thừa số, người ta gọi là thừa số Van Hoff. Thừa số Van Hoff Y. Thừa số Van Hoff này nó sẽ cho biết được là gì, các cái số tiểu phân trong dung dịch chia cho tổng cái số tiểu phân hòa tan ban đầu. Tại vì ví dụ như NaCl đi, bản thân NaCl nếu như là các bạn có nếu nó không phân ly á, thì nó dạng phân tử là NaCl thì có phải Y này là bằng 1. Tuy nhiên trong dung dịch NaCl này nó phân ly thành Na cộng và Cl trừ, vậy giả sử một phân tử NaCl thì nó sẽ phân ly thành hai tiểu phân Y âm, đó là Na cộng và Cl trừ, thì theo công thức lý thuyết Y sẽ bằng số tiểu phân mà phân tử đó phân ly ra trong dung dịch chia cho tổng số tiểu phân ban đầu, hay là các bạn có thể thể hiện là bằng số mol của các tiểu phân có trong dung dịch chia cho số mol của tiểu phân ban đầu của cái chất điền ly á. Thì như vậy trong trường hợp của NaCl thì về mặt lý thuyết thì các bạn phải thì có phải là Y bằng 2 không? MaGSO4 thì Y cũng bằng 2. MaGCl2, một phân tử MaGCl2 thì phân ly thành MaG2 cộng cộng 2Cl trừ, như vậy Y của nó phải là bằng gì? Bằng 3. Vậy tất cả các công thức delta TF, delta TB, pi, thậm chí cái công thức liên quan tới gì áp suất hơi bão hòa, các em cũng phải nhân thêm Y vào. Đã, nhân thêm Y vào, Y là thừa số Van Hoff. Thì trên thực tế các bạn thấy này,
Cái sự phân ly đâu phải hoàn toàn đâu, na CL đâu có phải phân ly hoàn toàn thành na cộng và CL trừ đâu. Đó. Cho nên cái số tiểu phân một na CL nó đâu hẳn là phân ly thành hai gì một na cộng và CL trừ, mà cái trên thực tế thì cái thừa số Van Hoff này người ta đo được á là người ta gọi là thừa số Van Hoff biểu kiến á, dựa trên việc người ta đo đủ dẫn điển của dung dịch thì người ta xác định được cái các cái giá trị này. Đó. Như vậy các bạn thấy là cái các cái giá trị đó được đấy chính là các cái giá trị thực tế ha, giá trị thực tế. Ví dụ na CL đi thì người ta đo y này lý thuyết là 2 nhưng trên thực tế đó là bằng 1/9, hoặc là gì magie CL2 các bạn thấy còn có 2.7 thôi nha. Thì cái cột này là cho biết được cái thừa số Van Hoff thực tế đó được, còn cái đấy là thừa số Van Hoff trên gì, trên lý thuyết. Còn đối với hợp chất chứa chất tan không điền ly giống như chúng ta học á, đường hay rượu á, thì y là bằng 1 rồi, tại vì nó có phân ly đâu, cho nên y nó là bằng 1 ha. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy này, khi mà các cái công thức của Raoul 1, 2 của Van Hoff mà nhân thêm các cái thừa số y vào, và y này luôn luôn lớn hơn gì, hơn 1 đối với dung dịch chất điền ly là y sẽ phải lớn hơn 1. Đó. Cho nên các bạn sẽ thấy là gì, các cái tính chất như áp suất hơi bão hòa, nhiệt độ sôi, nhiệt độ đóng đặc và áp suất thẩm thấu thì đối với các dung dịch chất điền ly nó vẫn gì, vẫn thay đổi tương tự như dung dịch chất không điền ly, nhưng mức độ thay đổi nó sẽ lớn hơn bởi vì cái thừa số y này là lớn hơn 1 nha. Cho nên cái mức độ thay đổi, cái giá trị nó thay đổi nó sẽ lớn hơn so với gì, dung dịch chứa chất tan không điền ly, không bay hơn. Để bất kể bài nào nhé, chỉ cần đọc thấy cái đề bài nó có gì đông đặc thì là nhắc chúng ta tới Raoul gì, Raoul 2, mà nhắc mà nếu mà gì có Van Hoff áp suất thẩm thấu thì nhắc chúng ta tới Van Hoff ha. Ví dụ cái bài này này, tính khối lượng M cần thêm vào, rồi bây giờ các em làm đi, chúng ta phải đặt bút chúng ta làm nhá, xem ra bao nhiêu nhá. Nó hạ nhiệt độ xuống được gần âm 20 mấy độ C đó. Chính vì lý do đó mà gì, người ta mới bảo là gì, làm đá, làm kem mà không cần dùng tủ lạnh là vì vậy đó. Người ta dùng cái hỗn hợp sinh hàn đó để người ta làm gì, làm kem, là nó hạ được về cái nhiệt độ rất thấp như vậy, cho nên là làm kem và chúng ta làm kem trong cái thùng xốp á, chứa cái hỗn hợp sinh hàn đó, được chưa? Thì nó hạ được cái nhiệt độ rất là thấp. Rồi bây giờ con sẽ làm các câu hỏi trắc nghiệm. Rồi, chọn câu trả lời chính xác. Nhiệt độ sôi của chất lỏng là nhiệt độ mà tại đó gì đó, ABCD. À. Rồi, các bạn chọn A hay B? Câu A của à. Bởi vì các bạn biết này, nhiệt độ sôi là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất bên ngoài. Áp suất bên ngoài có thể là bao nhiêu thì tùy, chứ không nhất thiết phải là 760 mm thủy ngân. 760 mm thủy ngân là áp suất khí quyển trong điều kiện bình thường. Còn ví dụ như khi chúng ta lên cái vị trí cao hơn hay giảm hơn so với gì mực nước biển thì nó đâu còn là một atmosphere. Cho nên nó phụ thuộc là vào cái áp suất bên ngoài thôi. Hay người ta còn dùng một cái từ khác là áp suất môi trường ha. Thì các em sẽ lựa chọn cái đáp án A. Rồi câu B. Nước sôi ở 100 độ C. 100 độ C là 373. Rồi đáp án của chúng ta là câu nào? Như vậy nước, người ta không có nói cho các em nhiệt độ sôi của nước, nhưng mà nước sôi 100 độ C các em phải tự biết. 100 độ C thì bằng 373 Kelvin. Đúng không? Đang B, học B con. B. Dạ, yeah. Vậy đó là các bài tập trắc nghiệm ha. Rồi tiếp tục này. Cái này phản đoán nhanh không cần tính nha. Hòa tan 5 gam muối chất C6H12O6 C12H22O11 C3H5OH 3 lần trong 500 gam nước. Trong các dãy sau đây, dãy nào sắp xếp theo nhiệt độ sôi của dung dịch tăng dần? Giờ mình phải phản đoán. Cậu viết A viết ra cái công thức đi. Như vậy mình thấy này, nhiệt độ nhiệt độ sôi là tuân thủ theo cái định luật Raoul 2 đúng không?
Độ tăng nhiệt độ sôi là người ta đang hỏi các bạn là gì? Nhiệt độ ở đây cùng một dung môi cho nên là delta T sôi của anh nào lớn hơn thì anh ấy sẽ có nhiệt độ sôi lớn hơn. À, các chất ở đây có cùng gì? Dung môi. Định luật Raoult 2 là bằng K nhân với gì? Nồng độ mol lan. Nồng độ mol lan là bằng số mol chất tan chia cho gì? Khối lượng của dung môi. Mà số mol thì bằng N nhỏ chia cho N lớn. Ở đây N nhỏ giống nhau rồi, N dung môi của giống nhau rồi. Vậy N lớn mà càng gì? Càng nhỏ thì có phải delta T sẽ càng lớn không? Vậy chất nào mà có N lớn nhỏ thì lúc đó nó sẽ có nhiệt độ sôi cao. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án mấy? Câu A đúng không? À, cái này N lớn của nó là bằng 92 này. Còn anh này là bằng mấy nhỉ? Không nhớ, các bạn thử bấm máy tính xem bao nhiêu. Còn đấy, tức là như vậy chúng ta sẽ rút ra nha. Khi cùng nhá, khi cùng một cái xuất phát của các bạn nó phải xuất phát từ cái công thức liên quan tới cái gì? Này, nó phải xuất phát từ công thức này này đã. Có công thức này rồi thì các bạn thực sự các em lập luận được đúng không? Nhưng mà nếu mà các em phải lập luận ra được cái công thức này, mình tư duy thôi. Chứ delta T của mình là T số đúng không? À. Mà tất cả những anh này có phải là cùng bằng gì? CM nhân K KB. Mà CM thì có phải bằng N nhỏ chia cho N lớn nhân với gì? KB. Mà N nhỏ giống nhau rồi. Còn chưa kể đến là nhân với gì? Nhân về N của dung môi đi chứ. Thì như vậy để cho các bạn khác tư duy cho nó dễ. Nhiều khi mình giải ra thì nó dễ thôi đó. Thì mình mới thấy này, có phải cô viết này thì làm kèm không rõ ha. M nhỏ chia cho N lớn thì có phải là bằng gì? À, M nhỏ nhân M lớn thì chính là cái số mol đó nhân với KB đúng không? Rồi tất cả mình chia hết cho gì? M dung môi thì giống nhau rồi. Thì cô viết thế này sao sao nhỉ, làm các em này đúng không? Như vậy đây chỉ là sẽ nồng độ mol lan ha. Rồi viết thế này có đúng toán học không? M nhỏ chia cho M lớn nhân với M dung môi đúng rồi, làm mẫu số ha, rồi nhân với KB. Như vậy M nhỏ biết rồi, M dung môi thì cũng biết rồi, thì nó chỉ phụ thuộc vào mỗi cái gì? M lớn nữa mà thôi. M lớn mà càng nhỏ thì delta TB sẽ càng lớn, tức là cái độ tăng nhiệt độ sôi sẽ gì? Càng lớn, hay là cách khác là cái chất đó nhiệt độ sôi sẽ càng gì? Càng cao. Cho nên các bạn sẽ có cái đáp án A. Rồi tiếp theo, chọn phát biểu sai. Sao cái câu này, cái đề này sao sao mà đọc cái câu nào thì cũng đúng vậy. Câu A nhìn cũng đúng. Hả? Câu A đúng không? Câu A đúng mà. Câu A nhìn đúng rồi. Sao sai? Còn còn lại là cái đề này có vấn đề. Tại vì đọc mãi từ nãy giờ thấy cái gì cũng đúng hết. Như vậy nếu cho muốn cho câu A sai thì gì? Áp suất môi trường đúng rồi, áp suất môi trường đúng rồi, áp suất bên ngoài, áp suất môi trường là đúng rồi. Ví dụ bây giờ sự mình chọn này luôn lớn hơn á, ví dụ mình muốn cho công này sai mình sẽ chọn luôn lớn hơn. Được chưa? Thì lúc này cái đáp án nó sẽ về đây. Hả? Được chưa? Thì còn lúc này cô đọc chưa được, cô thấy cái nào đúng hết á. Rồi tiếp tục. Nhiệt độ bắt đầu sôi của dung dịch chứa 9 gam glucose hòa tan trong 100 gam nước, biết KS bằng 0,51 độ C trên mol nhân Kelvin. Các bạn biết là cái trong cái công thức của định luật Raoult 2 á, TF và TB đều là, TB gọi là nhiệt độ bắt đầu sôi thôi, còn TF là nhiệt độ bắt đầu đông đặc. Tại vì chúng ta biết đặc điểm của dung dịch khi sôi hay khi đông đặc thì nó sẽ tiếp tục giảm
nhiệt độ đông đặc và cũng tiếp tục giảm gì à, tăng đồ sôi. Cho nên cái nhiệt độ trong công thức của đa uốn hai thì chỉ là nhiệt độ bắt đầu sôi hoặc là nhiệt độ bắt đầu đông đặc thôi. Rồi như vậy chúng ta lựa chọn đáp án nào? Ai mà mày tính ra đây? Đây, đáp án đúng không nào? Từ từ coi lại em tí. Rồi, từ từ. Các câu sai hả con? Sai đó. Dung dịch nha, mình phải nhận dạng này. Dung dịch bao giờ nó cũng có nhiệt độ sôi cao hơn dung môi. Cho nên nó dung môi nó đã sôi 100 độ C rồi thì tất cả những cái đáp án nhỏ hơn 100 em ra một. Em ra 100 luôn. 100 chuẩn. Không bao giờ có chuyện đó. Đạt là cho dung dịch cho thêm chất tan vô rồi bao giờ nhiệt độ sôi nó cũng cao hơn. Dạ cô B, cô ơi, cô B, cô B. Nó ra 100,000025. Em sai rồi đó. Các bạn là cô B. 100,255. Thì là làm tròn anh 100,26. Nha, cho nên mình có những cái dấu hiệu nhận diện này. Ví dụ nhiệt độ sôi của dung dịch á, bao giờ nó cũng cao hơn dung môi. Ở đây dung môi của em là nước rồi thì các em là 100 độ C rồi thì những cái câu nào nhỏ hơn các em bỏ đi nè. Được chưa? Bỏ nhỏ hơn hoặc bằng đi như vậy câu A và câu C mình loại bỏ rồi. Bây giờ mình chỉ còn hai cái câu này thôi. Giờ thay vô tính thôi. Ra được đáp án ha. Còn mà nhiệt độ đông đặc của dung dịch thì nhỏ hơn nhiệt độ đông đặc của nước. Nhiệt độ đông đặc của nước là 0 độ C thì khi em tính ra là nó phải âm. Nha, chứ còn mà mình tính bằng hoặc lớn hơn thì chắc chắn là sai. Cho nên đó là những cái cách để mà mèo để mà mình loại ra được cái đáp án sai ha. Rồi như vậy rất là nhiều các câu hỏi. Thì cái này các em về làm thêm tương tự thế thôi. Ở đây cô cho luôn đáp án đấy rồi. Thì các em có thể chụp lại. Các em về các em làm lại cho ra đúng đáp án này ha. Tại vì chúng ta cũng sửa nhiều rồi. Thì bây giờ cái này không cần sửa nữa ha. Rất là nhiều bài. Xong hết rồi đó. À, bây giờ chúng ta sẽ nghỉ xíu đi, chúng ta chuyển qua cái chương cân bằng, một cái chương rất là hay và cũng rất là gì quan trọng, học tới hết 2 tuần mới xong cái chương đó. Nha, thêm các bài tập này, em chụp lại ha, về nhà các em giải lại cho cô, có đáp án luôn đấy này. À.